thế thì cái điều thứ sáu này á, đức phật dạy làm sao bần khổ đao oán tức nghĩa là người nghèo khổ hay oán hờn cái chữ bần là nghèo là thiếu khổ là khổ rồi Và đao oán tức là nhiều oán nhiều giận nhiều hờn nhiều trách đó đấy thì chúng ta hiểu thế thì trước hết ấy, sư phụ cùng với tất cả các con cùng các quý phật tử sẽ tìm hiểu xem cái chữ nghèo trong đạo phật chúng ta hiểu nó thế nào nghèo có nghĩa là thiếu thốn vậy đấy, mình thiếu cái gì thì mình gọi là mình nghèo cái đó. thế nhưng mà nghèo ở đây nó sẽ có mấy loại, chúng ta phân ra là mấy loại. thứ nhất là nghèo về vật chất, vật chất như là nghèo gì, nghèo tiền, nghèo của, thiếu thốn tiền của, không có nhà cửa, không có áo quần, cơm ăn áo mặc, không có thuốc uống, vân vân các cái phương tiện vật chất ấy. đấy. mình gọi là nghèo về vật chất. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái nghèo về tinh thần. Và nghèo về tinh thần thì lại chia ra làm hai. Thứ nhất ấy là nghèo về tri thức về trí tuệ. Đó. Nghèo về tri thức trí tuệ tức là người này không có học thức, không có kiến thức. Vào ngu si rốt nát, vào tâm tối đần độn, không hiểu biết gọi là không có trí tuệ không có tri thức không có kiến thức nữa thiếu cái đấy cũng là nghèo đấy cũng là thiếu đó. gọi là nghèo đó. và cái thứ hai là nghèo về, về đạo đức đó. tức là người này rất là thiếu thốn về đạo đức một cái người mà sống bất nhân bất nghĩa bất thiếu bất trung bất tín và vô lễ vô liêm sỉ, tham lam bọn sẻn keo kiệt, nịnh bợ luồn cúi, và, hèn hạ kiêu căng, tự phụ lấn lướt rất rất là nhiều những cái tật xấu, và, không có được một cái phẩm chất tốt gì thì người này gọi là nghèo về đạo đức, nghèo về đạo đức. đó. thế thì trong văn kinh ở đây ấy, muốn nói đến. Ấy, là nói đến cái người mà nghèo nghèo khổ là nghèo khổ cả về vật chất lẫn tinh thần đấy cái bần khổ đau án này là kể cả kể cái người mà nghèo cả vật chất lẫn tinh thần Đó. vì trong đạo phật của chúng ta với cái nhìn của phật giáo thì một người mà nghèo về vật chất ấy, chưa hẳn đã gọi là nghèo không? nghèo về tinh thần nghèo về trí tuệ và đạo đức đấy mới thật là nghèo đấy thật là nghèo vì chúng ta biết cái chữ nghèo nghĩa của chữ nghèo là thiếu thốn là thiếu không? thế cho nên ấy, cái người mà tâm lúc nào cũng thấy bị thiếu thốn thì người đấy là nghèo dẫu người này có tiền muôn bạc vạn mà trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thốn không? thì người này vẫn bị cái khổ thiêu đốt cho nên ấy, vẫn còn là kẻ nghèo kể cả người này đang là một ông vua sở hữu cả một giang sơn vàng bạc gấm vóc ngọc ngà châu báu rất là nhiều thế nhưng mà trong lòng ông mà vẫn thấy thiếu thì ông vẫn là nghèo xét ra thì người này vẫn là người thiếu thốn mà các con thấy đúng không đại chúng thấy đúng không <laughs> cái người mà trong lòng vẫn bị thấy thiếu thì đấy vẫn là nghèo đúng nghĩa của chữ nghèo đấy <laughs> thế còn wow, những cái người vật chất tuy có thể không nhiều nhưng mà tâm của họ biết tri túc biết thiểu dục thì người đó trong tâm không thấy thiếu vào wow. không bị cái khổ não nó bức bách thiêu đốt cho nên người này lại là người giàu vì người ta không thấy thiếu không thiếu tức là giàu tức là đủ đó. cho nên đức phật mới dạy sao chi túc chính là giàu vào wow chi túc thường được an lạc người mà không biết chi túc á, tức là không biết đủ thì dẫu người ấy có ở trên cung trời cũng vẫn thấy khổ vẫn thấy chưa hài lòng vẫn thấy thiếu vẫn thấy khổ thế còn người biết chi túc thì họ dẫu có nằm dưới đất ấy à, họ vẫn thấy đủ họ vẫn thấy an lạc và đức phật có nói cái người biết chi túc lại thương cho cái người không biết chi túc và đó người chi túc là người thương cho người không biết trí túc người không biết đủ người không biết đủ thì người ấy rất là khổ đó thế cho nên đối với đạo phật chúng ta để mà đánh giá một người là nghèo hay không thì phải xem người ấy về trí tuệ và đạo đức là chính chứ không đặt nặng ở cái vật chất không đặt nặng vật chất đó à, các con rõ chỗ này không nào đó còn cái nghèo vật chất nó cũng có thể gọi là nghèo nhưng mà chưa phải là thật nghèo chưa phải là thật nghèo đâu cái nghèo về trí tuệ nghèo về đạo đức về nhân cách cái đó mới thật là nghèo cái đó mới là cái đáng sợ cái đó, cái đó mới cần là phải cần phải gọi là giải cái nghèo ấy đi ừ. chứ còn cái nghèo về vật chất thì chưa hẳn đâu thưa đại chúng đó. thế thì ở đây văn kinh nói rằng bần khổ đau oán nghĩa là cái người nghèo khổ thường hay oán hận là tại sao lại thế cái người nghèo mà nghèo cả vật chất lại nghèo cả trí tuệ lẫn đạo đức nữa thì sao người này họ không có hiểu biết cho nên thân tâm của họ thường bị các cái khổ nó bức não những điều bất như ý nó ép ngặt khiến cho người này hay oán hay trách hay hờn hay giận vì họ thấy mình làm sao mình khốn khổ gian nan nghèo cùng không có nơi nương tựa nên nó thường tự sinh ra cái tâm oán trách ganh ghét với lại kẻ có phước lớn phước đức lớn những người học rộng buồn giận với những người cao sang quyền quý tài cao và thậm chí có nhiều khi họ tìm cả những cái Cái mưu kế để mà hại người do cái tâm mà oán hận ganh ghét này và gây ra rất nhiều những các cái, cái ác duyên tạo ra vô số cái ác nghiệp đó đấy thưa đại chúng thì cái tâm lý chung của những người nghèo khổ mà nghèo cả vật chất lẫn tinh thần này này thưa đại chúng nghèo cả vật chất lẫn tinh thần nhé tại sao mà đây thầy nhấn mạnh là phải nghèo là nghèo toàn diện ấy. cả vật chất lẫn tinh thần cả nhân cách đạo đức trí tuệ họ đều thiếu cả thì họ thường là tâm lý oán giận thế này ừ. họ oán ai họ trách ai oán cái gì trách cái gì họ oán trách đủ thứ thưa đại chúng họ oán ông trời phải wow. không ông trời trách ông trời làm sao là trời làm sao ông trời không thương tôi xong trời lại bất bình đẳng bất công để cho tôi sắp cho tôi một cái số phận khổ đau như vậy tại sao ông trời lại như vậy ông trời gọi là thiên vị không công bằng Đấy, ông trách trời rồi thần thánh trách thần thánh ở đâu mà không thương tôi cứu tôi không hiển linh để cứu tôi trách trời trách thần trách thánh đó thưa đại chúng đó oán trời rồi họ trách đất nữa trách đất làm sao họ nói là sao à, trách đất nhà tôi á là không tốt chỗ ở của tôi đất xấu không tốt à, rồi mồ mả ông bà nhà tôi táng vào cái chỗ không tốt không phải táng vào hàm rồng <laughs> hay táng vào cái chỗ một chuồng heo cái đất chuồng heo ngày xưa <laughs> cho nên bây giờ chúng tôi khổ thế này đó đấy đấy oán trời rồi trách đất rồi trách người đặc biệt là trách người trách ai nhiều khi trách cả cha mẹ trách cha trách mẹ nữa tại sao ông bà đẻ ra tôi để cho tôi khổ thế này ừ. tại sao ông bà lại không giàu có để cho tôi bớt khổ đấy thưa đại chúng cái này cũng, cũng đã từng có những người trách như vậy đấy trách cha trách mẹ oán trách cha mẹ sao ông bà lại đẻ ra tôi sinh ra tôi khổ thế này đó thưa đại chúng tại sao mình này phải làm con của ông bà ấy thế đấy? sao mình không là con của cái ông nhà giàu kia? mình lại phải làm con của ông bà này nghèo khổ thế, đó. thế rồi trách cha trách mẹ, trách vợ trách con, à, đấy về nhà trách vợ trách con, đó. rồi sao? đến cơ quan công sở nhiều khi thì trách à, cấp trên trách cả cấp dưới, trách đồng nghiệp bạn bè trách hết cái gì họ cũng có thể trách được, ừ, thưa đại chúng đấy cái tâm lý cái trách người đấy, thế rồi còn oán trách cái gì nữa, oán trách cả xã hội nữa thưa đại chúng, yeah. trách xã hội sao? Xã hội này là không công bằng, không bình đẳng, không quan tâm đến mình, wow. xã hội này là bất công, đó, à. chủ nghĩa này là không tốt, chế độ chế độ này không ra gì, đó, thưa tất cả đại chúng, thưa các con là sư phụ ngày xưa cũng thế, gặp nhiều những chuyện này lắm nhất là những cái câu chuyện ở vỉa hè quán nước ấy, và mấy cái anh ngồi dỗi tụp năm tụm ba ngồi là oán trách xã hội chế độ nói xấu rất là giỏi không toàn là nói những cái chuyện rất tiêu cực à, về xã hội về chế độ không có một cái ý thức gì xây dựng xã hội xây dựng chế độ cả đó cái tâm lý oán trách chế độ oán trách xã hội rất nhiều đó thế những cái người này cái tâm lý như vậy đấy để chúng thấy họ oán trách tất cả từ trên xuống dưới từ trời xuống đất thánh thần tiên phật họ cũng trách hết à, trách cha trách mẹ trách vợ trách con trách người thân à, trách bạn bè đồng nghiệp trách cả xã hội những người này gọi là cái tư tưởng rất là bất mãn những người này không hiếm đâu thưa đại chúng nhiều lắm nhiều lắm đó chúng ta thấy chính vì thế cho nên sao đấy cho nên ở đây văn kinh nói là bần khổ đa oán những người nghèo khổ Nghèo cả về vật chất và tinh thần này Thì họ thường hay oán trách Hay giận hờn Hay bất bình Bất mãn Đấy thưa đại chúng cái Tâm lý chung là như vậy Thì chúng ta phải hiểu được Căn tính chúng sinh là như vậy Những cái người như này là thường thế Họ hay tự ti Họ thường bất mãn Đó thưa đại chúng Đấy là một cái Một cái trạng thái tâm lý Của những cái người Bần khổ là như vậy Rồi sao nữa Hoành kết ác duyên Văn kinh dạy rằng Những người này hoành kết ác duyên Nghĩa là gì? Nghĩa là thường gây kết Họ thường gây tạo ra những cái duyên ác Những cái người này Họ kết ngang những cái duyên ác Từ cái tâm oán trách hờn giận này Họ rất dễ tạo những cái ác nghiệp Với mọi người, với chúng sinh Cho nên gọi là hoành kết ác duyên Là kết ngang Ngang nhiên kết những cái duyên ác với mọi người Đó tâm lý của họ làm sao hay tự ti hay mặc cảm mà thấy mình nghèo mình khổ hay tự ti hay mặc cảm và thấy ai giàu hơn mình thì lại sinh tâm đố kỵ thấy người quyền quý hơn mình thì sinh tâm oán ghét và lúc nào cũng có mặc cảm không tốt với những cái người hơn mình đấy là tâm lý chung mặc dù là cái người quyền quý giàu có họ có biết tu đi chăng nữa họ không hề khinh chê mình nhưng mà mình vẫn cứ khởi cái tâm không ưa họ oán trách họ ghét họ đó vì sao vì họ thấy là thấy mình thì khốn khổ đủ điều còn họ sao lại cao sang sung sướng thế, cho nên là khó chịu, là oán trách. Đó. Do cái mặc cảm không tốt ấy, do cái tâm oán trách ấy mà tự họ kết nên những cái duyên rất là xấu, rất là ác. Do tâm xấu như vậy, tâm xấu như vậy các con ạ. À, do cái tâm xấu như vậy tự nó sẽ chiêu cảm những cái duyên để mình tạo ra những cái nghiệp xấu, gây oan kết trái với mọi người. Đó. Thì sư phụ kể cho các con và các quý Phật tử nghe một cái câu chuyện. Có lần sư phụ đi công tác Phật sự đi về một cái vùng quê cũng nghèo, cái chưa nắng, thế thì mới vào một cái cái quán nước ở ven đường á, ngồi uống nước ở đấy nghỉ đấy, thì thấy hai cái đứa trẻ nó bé con mà nó ngồi nói chuyện với nhau, đứa này hỏi đứa kia, đứa này hỏi đứa kia là, thế nhà cậu hôm nay là ăn cơm với gì? Ê, thằng bé kia bảo à, nhà tớ hôm nay ăn cơm với thịt Ê, thế, thế thằng bé này bảo nhà tớ nghèo chỉ ăn cơm với rau luộc thôi <laughs> đấy. thế thì sư phụ mới nghe thấy cái cô chủ quán cô nói là nhà nó giàu á nhà nó ăn lắm thì nhà nó lại ỉa nhiều chứ gì mà đấy thế thì lúc ấy thì thấy cái cậu bé mà, mà nói là nhà tớ ăn cơm với thịt ý, thì thấy nó tròn xoe mắt nó ngạc nhiên không hiểu sao mà cái cô này nói thế thế còn cái cậu bé kia thì nó nói nó thốt lên mà ô sao mẹ lại nói bạn ấy như thế thì hóa ra cô cái cô quán bán quán nước này là mẹ cái cậu bé gọi là con nhà nghèo đấy thế đấy là đây, chúng thấy thấy nhà con nhà người ta được ăn cơm với thịt con nhà mình nó nói ăn cơm với rau cũng khởi cái tâm không, không không thích khó chịu đấy các con thấy buông ra một câu như thế nhà nó giàu nhà nó ăn lắm thì nhà nó lại ỉa nhiều sư phụ nói cái câu nó hơi tục một tí nhưng nó thật là như thế đấy chẳng ngại ngần gì cả cái tâm ấy là cái tâm gì cái tâm đố kỵ ganh ghét đấy không hoan hỉ không vui đó thấy người ta hơn mình không vui không thích thì cái tâm lý của cái người người nghèo là thường hay như vậy đó thường hay như vậy thế rồi cách đây mấy năm đại chúng cũng nghe cái câu chuyện đó. có cái anh này anh đi phát cơm từ thiện ở sài gòn á đi phát cơm từ thiện thế thì anh ấy thì nghĩ là dành để cho mấy cụ già với mấy cái đứa trẻ trước thế có một cái anh thanh niên này cũng là ở trong những cái người đi xin cơm thì thấy anh này anh cứ đi phát cho mấy người già mấy mấy đứa trẻ con trước Thế là anh ức lên, anh nghĩ là khinh anh ý, coi thường anh ý. Thế là cầm dao đâm chết cái anh kia. Đấy, câu chuyện này cách đây mấy năm ở Sài Gòn đấy. đại chúng nó nghe đấy. Đấy, cái tâm lý của cái người, cái người này họ rất hay mặc cảm tự ti và nghĩ là mọi người xem thường mình, khinh thường mình cho nên sinh ra những cái ác duyên. Đấy, đâm chết. Cái anh đi phát cơm từ thiện đấy. Đại chúng thấy rất là tệ chúng ta thấy đấy gọi là hoạnh kết ác duyên đấy từ cái tâm lý tự ti mà cảm nghĩ là người ta xem thường mình khinh thường mình cho nên tự nhiên sinh ra cái, cái ác tâm ấy và đâm chết người ta Thì chúng thấy có đúng không cho nên văn kinh nói sao những cái người này rất dễ những cái người bần khổ đau oán này rất dễ hoạnh kết ác duyên dễ tạo ra những duyên ác lắm vì do cái tâm bất thiện này nó sẽ chiêu cảm những cái, cái duyên Để khiến cho mình sinh ra cái tâm ác đấy Đó thưa đại chúng Thế còn Cái người người ta tuy có nghèo về vật chất Nhưng mà người ta không nghèo về đạo đức Và về trí tuệ Thì sao? Thì thưa đại chúng Những người này tuy nghèo vật chất Nhưng vẫn không phải là người nghèo Những người ấy họ không oán trời trách đất Họ không khởi cái tâm Oán hận với ai Chúng ta thấy như ông Nhan Hồi Nhan Hồi rất là nghèo nghèo đến nỗi gọi là chỉ có mỗi một giỏ cơm và bầu nước thôi ai thấy thì cũng thấy tội nghiệp đấy thế nhưng mà ông vẫn sống rất là an lạc và không thấy khổ gì cả chư tăng đệ tử của đức phật và lại chúng biết rồi các con biết rồi các thầy ấy gọi là vật sở hữu có gì đâu ba tấm y cái bình bát một vài cái vật dụng nho nhỏ nữa thôi tài sản của chư, chư tăng chỉ có thế thôi nhưng mà các ngài cũng có bao giờ than mình nghèo đâu không thấy khổ mà thấy rất là an lạc, rất ung dung tự tại, à, thế và không những thế các ngài lại rất giàu có về đạo đức và trí tuệ, các ngài còn là ruộng phước điền vô thượng cho thế gian cơ mà. Ai mà biết gieo duyên bố thí đến các ngài thì đều được cái phước báu vô lượng đó. Đấy. Những người này rất là nghèo, các thấy không, chữ tăng là thế thôi đấy, ba y và bình bát thôi đấy, không có gì cả. đấy còn là những cái tài sản chính đấy. À, ngoài ra có một vài cái tài, cái vật dụng nhỏ nhỏ khác nữa Cái kim chỉ khâu à, Cái tăm sẻ răng Cái gậy Cái mũ cái nón Thế thôi Có cái gì nhiều đâu thưa đại chúng à, đấy, Nhưng mà các ngài lại không thấy thiếu thốn à, Không thấy khổ à, Và ở đất nước ta chúng ta thấy như vua Trần Nhân Tông à, Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc Vào rừng yên tử tu hành Sống hạnh đầu đà rất khổ ăn rau răm hạt rẻ uống nước suối rất là, rất là khổ đấy chứ đấy là ngài tự thực hành như vậy nhưng ngài cũng chẳng bao giờ kêu khổ cả và ngài vẫn rất là hạnh phúc vẫn rất an lạc cho nên ngài vẫn gì ung dung mà mà ca bài ca lạc đạo cư trần lạc đạo thả tùy duyên cơ tắc san hề khốn tắc miên gia trung hữu bảo hữu tầm mít đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó thì chúng ta thấy Ngài có, có thấy khổ đâu Ở trong rừng sâu núi thẳm vào Uống thì uống nước suối Ăn hạt rẻ rừng vào. Mà Ngài không thấy khổ Cũng đắp ba tấm y thôi vào. Không thấy khổ Rất là an lạc thành thơi vào. Ngài thấy được cái của báu ở Trong tâm mình rồi Không thấy thiếu nữa Ngài rất là giàu Có khi Ngài nói là Ngài là người cực giàu nữa vào. Đó chúng ta thấy Đấy, cái giàu và cái nghèo trong đạo nó, nó nhìn nó khác lắm tôi đại chúng tôi đại chúng ngay như là Ngài Thiền Sư Huyền Giác cũng viết trong bài Chứng Đạo Ca Ngài nói thế nào? Cùng thích tử khẩu xưng bần thật thị thân bần đạo bất bần Bần tắc thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàng vô giá chân. Dịch nghĩa là cực con Phật miệng xưng nghèo, thật đấy thân nghèo, đạo chẳng nghèo, nghèo ắt thân thường manh áo vá, đạo ắt tâm đầy vô giá châu Nghe ừ. cái đoạn thơ này rất là hay chứ tăng đúng gọi là bần tăng nghèo nghèo thật là nghèo về vật chất rất nghèo không có gì cả à, chỉ có ba tấm y với bình bát và cái áo á, còn vá trăng vá đụp Đấy. các con hôm nào về chùa ấy thấy các sư tăng chùa mình các sư trong rừng các tỳ kheo áo vá là vá kín hết chỗ rồi đấy À, vá kín đến chỗ nhiều khi còn không có chỗ để mà nó mùn vải ra được còn vá không nổi nữa thưa đại chúng đấy là là áo vá thật nhưng mà sao nếu nói về đạo bần tắc thân thường phi lũ hạt nghèo thì thân thường mặc manh áo vá nhưng mà đạo ấy về đạo không nghèo đạo ắt tâm đầy vô giá châu đạo trong tâm đầy cái đạo đức đầy những cái điều tốt đẹp đầy tất cả những cái kho tàng chân bảo vô giá trong tâm này này những điều đạo đức những viên ngọc quý ở trong tâm đấy đấy chưa tăng là như vậy thưa đại chúng cho nên ấy, à, chúng ta nói cái giàu cái nghèo chúng ta phải nói cái nghèo thật sự là nghèo ở tâm và nghèo ở trí ở nhân cách ấy. đó đó mới là thật là nghèo chứ còn cái nghèo vật chất chưa phải thật là nghèo đó. cho nên ở thế gian này chúng ta thấy những cái người giàu có mà không biết đủ họ vẫn thấy nghèo họ vẫn thấy họ khổ họ vẫn bị khổ họ không hiểu được vào thế gian của cải ở thế gian nó chỉ là ảo ảnh là phù du thôi có rồi mất chết chẳng đem theo được gì à, không đem theo được gì còn người tu hành những bậc có trí vào người ta thấy được rõ cái thế gian này người ta không không tham chấp không nắm giữ không không nặng nề không chấp trước một cái gì cả và người ta sẵn sàng buông xả đấy là người có trí là những cái người mà có trí có đức người ta tu tập người ta hiểu được cái điều này nên cho nên còn cái người không có trí tuệ không thể thấu được điều này luôn luôn thấy mình nghèo thiếu luôn luôn thấy mình khổ chẳng bao giờ được an lạc được vui cả và họ không biết được và vạn pháp là vô thường ca dao mình có câu sao vua ngô 36 tàn vàng mà chết xuống âm phủ chẳng mang được gì. Vâng. Wow. Đấy, ông vuông không giàu lắm. 36 tàn vàng, nhưng mà chết xuống âm phủ cũng có mang được gì? Sinh ra hai tay trắng chết rồi lại trắng tay. Vâng, wow. đâu đem được gì nào. Cửa rộng với nhà cao công danh cùng quyền thế trong giây phút đổ nhào hết. Cái chúng ta hiểu rất rõ. Đấy, cho nên cái người ở đời gọi là người giàu á, là người phải giàu tâm, giàu trí, giàu đức vâng wow. mới thật là giàu. Còn giàu của cải chưa hẳn đã gọi là giàu Vì người ấy không biết đủ Thì thật là chưa thể gọi là giàu Vẫn là người nghèo đấy Đó Thầy kể thêm cho đại chúng một cái câu chuyện Về cái giàu nghèo của người tu Cái tâm người tu Người ta rộng lớn Có câu chuyện về một vị thiền sư Vị này cất một cái cái lều cốc ở trong rừng tu tập thì các con biết rồi cũng giống như chưa tăng chùa mình ấy, ở trong rừng tu tập mỗi người một cái lều nho nhỏ thôi không có gì cả trong đó chả có gì thế thì hôm ấy có một tên trộm nó cứ nghĩ rằng vị thiền sư này chắc cũng phải có của cải gì đấy thế là nó mang con dao lên hôm ấy là thầy ấy ngồi ra ngoài rừng ngồi thiền dưới ánh trăng vằng vạch, nó vác con dao đến mà nó dọa. hạ nói với thiền sư là ông ấy đưa hết tiền bạc đây không đưa ông sẽ giết <laughs> <laughs> thì vị thiền sư này mới nói bảo ta thì không có tiền đâu à, tiền không có nhưng mà có sắp vải mới à, hôm nay đi thí chủ ta mới cúng giường cho ta để trong góc lều đó, ở cách trong góc lều ở dưới cái chiếu nằm đó. đấy người cứ vào đấy mà lấy cậu cứ vào đấy mà cậu lấy đấy, ngài nói rất nhẹ nhàng thế thôi thế là tiền trộm thì thế là nó lặng lặng nữa, cất dao đi nó vào lều nó lục lọi nó soi đèn nó lục lọi hết chả thấy tiền bạc gì cả không thấy gì cuối cùng nó lật vào góc lều lật cái chiếu lên thì thấy đúng là sấp vải mới thôi đành phải lấy cái sấp vải à, thế là lấy sấp vải xong nó, nó đi ra nó đi thế thì ngài mới gọi giật lại vào nay cậu à, thế cậu phải cảm ơn tôi chứ tôi cho cậu cậu phải cảm ơn tôi à, thế nào nó quay lại nó cảm ơn thiên sư cảm ơn cảm ơn ông thế rồi là nó chạy một mạch xuống núi Đó. Thế rồi lúc ấy thì thiền sư mới chặt lưỡi mà ta thật là tiếc ta không thể cho cậu cả cái ánh trăng sáng ngời này rất là tiếc à, không cho cậu được cái ánh trăng sáng ngời này và đại chúng biết là sau đó thì cái tên trộm này bị cảnh sát người ta bắt được là do một cái vụ trộm khác và khi bắt được thì nó khai ra là nó cũng đến nó lấy trộm của cái vị thiền sư này rất vải thế thì lúc mà cảnh sát mời tiền sư này xuống thì hỏi là có đúng là tên trộm này lấy của ngài không thì cụ nói là không anh cậu có lấy của tôi đâu tôi đã cho cậu cậu còn cảm ơn tôi cơ mà Đấy. chứ cậu không quy kết tội gì ngài không quy kết tội cái, cái, cái anh trộm này thế mà cậu cái anh trộm này anh rất là cảm động tất nhiên sau đó anh bị đi cải tạo hết thời gian cải tạo thì anh quay về anh tìm gặp ngài và anh xin được quy y với ngài làm đệ tử và sau đó anh xuất gia tu học với ngài thưa đại chúng Đã. câu chuyện ấy rất là hay chúng ta thấy tâm hồn của người người tu sĩ vào rất thanh thang như bầu trời sáng như ánh trăng nó hạnh phúc an lạc lắm cái mà người ta thèm muốn đó là là cái vật chất ấy nó không là gì cả không là bao nhiêu ngài muốn cho cái cậu cái tên trộm này cả một bầu trời và ánh trăng vàng vặc ấy nhưng mà cái anh trộm này cái tâm của anh ấy chỉ có vật chất mà thôi cho nên anh không thể nào anh có cho anh cũng không nhận được không thể cảm nhận được cái hạnh phúc ấy thưa đại chúng đó cho nên cái tâm anh em trộm nó rất là nghèo wow. còn tâm của thiền sư rất là lớn rất là rộng cả bầu trời cả vũ trụ này trong tâm mình đó cái câu chuyện nó rất là ý nghĩa rất là nhân văn wow. Thì chúng ta mới thấy cái giàu, cái nghèo nó, nó không phải chúng ta hiểu chỉ đơn thuần Ở trong cái giới hạn về vật chất à, Ở trong vật chất ừ. Văn kinh Bồ Tát Bố Thí Đây là nói đến một vị hành Bồ Tát Đạo Thì Bố Thí, Bố Thí là sao? Kính thưa đại chúng, ấy, chúng ta là Phật tử Mà đã học Phật Pháp Thấu suốt được về lý nhân quả Thì nếu hiện tại chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn túng thiếu mình phải biết được rằng trước đây kiếp trước mình đã không tạo ra những phước báu đã gieo những cái nhân như là keo kiệt bòn sẻn không biết giúp đỡ ai có khi lại còn đi tham lam trộm cắp lấy của người wow. mình phải biết về nhân quả như vậy là một phật tử phải học phải biết cái, cái nhân quả này chúng ta đã lỡ gieo nhân xấu nên ngày nay chúng ta cam chịu cái cảnh nghèo khó à, chịu nhẫn mà chịu không oán thán không trách trời trách đất và, và nỗ lực tu tập xả bỏ cái thâm keo dít bọn sẻ này chuyển cái nghiệp xấu thành một cái nghiệp nghiệp tốt đó chúng ta cố gắng phát triển những hạnh lành phát tâm bố thí giúp đỡ mọi người à, đó gọi là đoạn cái nhân nghèo khổ được cái để được cái cái gì được cái quả giàu có an vui về sau Đấy là cái người Phật tử có tu học, có hiểu biết. Đó. Trong kinh thì Đức Phật dạy cho chúng ta có 10 cái cách để tạo phước báu. Wow. 10 cách tạo phước báu. Thứ nhất ý, đó là bố thí để có phước báu. Bố thí thì có cái phước báu về vật chất, về tài sản. Wow. thứ hai là trì giới. Trì giới cũng sinh ra phước báu. Thứ ba là hành thiền. Đó. Thứ tư là hồi hướng phước báu cho người đã mất. Thứ năm là tùy hỷ với phước báu của người. Khi người ta được hưởng quả phước hay người ta làm việc phước, mình phải tùy hỷ, à, đây gọi là phước báu của sự tùy hỷ, nó sinh ra phước báu cho mình. đấy Thứ sáu á, là phước báu của sự phục vụ, phụng sự. À, tâm mình phục vụ mọi người, à, giúp đỡ mọi người, phụng sự mọi người cũng sinh ra phước báu cho mình. Thứ bảy là tâm cung kính, tâm cung kính sinh ra phước báu đấy các con chắp tay lễ phật sinh ra phước báo à, cung kính chư tăng sinh ra phước báo đấy đại chúng thấy phước báo kiếm cái phước báo này có khó không không khó mấy à, rất là dễ nhưng mà phải mình thật tâm cung kính chứ nếu mà chỉ biết chắp tay lễ phật gọi là lễ như mình gọi là bổ củi thôi nhưng mà chẳng có cái tâm cung kính gì thì cũng chưa được phước báo như vậy đâu à, mình phải thật tâm cung kính đấy làm sao mà con khởi được cái tâm chân thật cung kính thì mới sinh ra phước báo được đó. Thứ tám là nghe Pháp, nghe Pháp được phước báo. Đấy, các con. Cho nên tại sao á, trong chương trình tu tập của chùa chúng ta để mà chuyển nghiệp ấy, bắt buộc phải có cái chương trình nghe Pháp. Nghe Pháp sinh ra phước báo cho mình, tiêu trừ được nghiệp cho mình rất là nhiều. Đó, chứ không phải là nói cái chuyện, cái chuyện không có phước báo. Đại chúng đã biết, à, trong Kinh Phật có những câu chuyện, có con ếch thôi, nó nghe Pháp, sau đó đức phật thuyết pháp mà nó nằm ở bờ ao nó nghe chẳng may nó bị con trâu nó dẫm vào nó chết mà nó do cái phước báo nghe pháp nó được sinh làm chư thiên à. có con cò nó nghe pháp mà nó cũng được sinh thiên thế thưa đại chúng thế chúng ta là người có tai có mắt sáng có trí sáng mà nghe pháp lại không có phước báo hay sao sẽ được phước báo đấy à. nghe pháp được rất nhiều phước báo đấy thế rồi cái thứ chín là thuyết pháp giảng pháp cũng được phước báo rất là lớn thứ mười là chuyển tà kiến thành tránh kiến đấy cái phước báo thứ mười là cái phước báo rất là đặc biệt chính kiến sinh phước báo mà chính kiến còn gọi là xuất thế đấy lục tổ hệ năng gọi sao chính kiến gọi xuất thế mà tà kiến là thế gian người mà có chính kiến đã gọi là người xuất thế rồi đấy đã là người ra khỏi tam giới rồi đấy đó thế cho nên chúng ta phải nỗ lực tu học để mở chính kiến và dứt trừ tà kiến cái việc chính kiến nó cực kỳ quan trọng chính kiến dẫn đầu tất cả các hành vi của chúng ta đưa cho tất cả các cái kiến về sau nó được vào chân chính nếu không có chính kiến thì những cái kiến về sau trong bát chính đạo đấy đều trở thành tà hết đấy, thưa đại chúng cho nên các con phải tu học để mở chính kiến có chính kiến soi dọi vào tất cả các việc làm của mình và mọi suy nghĩ của mình thì nó mới trở thành chân chính được cho nên cái chính kiến này là cái phước báo rất là đặc biệt rất thù thắng đó thì đấy gọi là 10 cái phương cách để tạo ra phước báu à, Chúng ta biết đấy Vậy thì chúng ta có rất nhiều cách để tạo ra phước báu nha Thì Trong đó bố thí là một cái nhân để tạo ra một cái phước báu nữa Rất là dễ làm và wow, Rất là dễ làm có nhiều Phật tử thì cứ than than rằng con nghèo con khổ thế này cơm ăn không đủ no áo không đủ mặc ấy, thì lấy gì mà bố thí hả? chúng con đang nghèo thì lấy gì mà bố thí thưa với lại các con với các quý phật tử là bản thân sư phụ đấy trước đây nghèo lắm chứ Và hồi là sinh viên nghèo tối sư phụ còn phải đi đi làm thêm đi đổ bê tông trộn vữa trộn hồ để kiếm thêm đồng để mà có tiền mua sách vào mà học à, nghèo lắm đó thế lại chúng không phải không nghèo đâu nhưng mà vẫn bố thí được à, không đến nỗi mà chẳng ai nghèo đến nỗi mà không có mấy hạt cơm để bố thí cho con kiến mà nói là nghèo nữa đi ấy sư phụ nói vui là kỳ ghét của mình ra cho mấy con giận nó ăn cũng vẫn còn được phước cơ mà đại chúng kỳ ghét ở da mình rồi đấy. đấy trong luật trong giới luật nhà phật ấy, sư phụ đọc có những vị tỳ kheo ngày xưa mà mặc áo nó có nhiều những con giận vì áo ngày xưa mặc không có nhiều vải như bây giờ cho nên mặc nhiều khi là có giận ở trong áo giận này dẹp này cách đây khoảng độ bốn năm mươi năm là vẫn còn rất nhiều ở trong áo quần của ông bà bố mẹ chúng ta đấy thế bây giờ thì có lẽ không có nữa vào thì ngày xưa không có xà phòng giặt không có những cái thứ giặt rũ như bây giờ rất dễ nhiều giận thế các vị sư ngày xưa mặc áo rất hay có dẹp có giận thế thì các vị bắt con dẹp với da bỏ nó vào cái ống tre ống bơ xong rồi kỳ ghét của mình ra cho nó ăn đấy cũng là bố thí đấy vào. thế thì ở đây sư phụ hỏi trong chúng ta có ai là không có ghét đâu phải không ai cũng có ghét đấy <laughs> ghét ra này, này này đấy đó đấy đấy là cái bố thí đây ừ, cho nên, nên nói là nghèo không phải là nghèo không thể bố thí chúng ta nghĩ ra chỉ vấn đề chúng ta có tâm bố thí hay không thôi đó, chúng ta nghĩ đến việc bố thí chúng ta sẽ tìm mọi cách bố thí à, sư phụ nhớ cái hồi sư phụ còn là giảng viên trường kinh tế nghèo lắm áo quần cũng không có dư giả chăn cũng không có cái mền chăn tử tế có một cái mền của ông anh ông đi bộ đội về ông cho cái mền của bộ quân đội nó mỏng thôi thế hôm ấy sư phụ đi học ngoại ngữ ở gần chùa quán sứ đến lúc trời mùa đông rét lắm về ừ, trời sâm sẩm tối rồi đi về về thì nhìn thấy một bà cụ già bà nằm ở, ở vỉa hè của chùa quán sứ co do ở đấy trùm cái nón lên trên mặt mà không có chăn chiếu gì cả tội quá sư phụ xuống hỏi thăm cụ ấy thì cụ bảo tôi chả có gì cả tôi rét lắm đó thế là sư phụ tức tốc đạp xe về trường kinh tế lấy cái mền duy nhất của mình lại đạp lên trên đấy Đắp cho cụ biếu cho cụ ấy đấy không tiếc thế rồi có cái câu chuyện khi mà sư phụ chuyển về bên viện máy dụng cụ bộ công nghiệp làm rồi thì cái năm ấy tết đến được về nghỉ rồi lĩnh lương tháng lương thưởng hết rồi trên đường sư phụ đang, đang phóng xe về nhà, đi xe máy về nhà, thì gặp một cụ già, cụ gồng gánh, một gọi là một cái gánh lồng bàn rổ xảo, đầy như thế, trông thương lắm. Hôm là hai mấy, hai sáu Tết, hai bảy Tết rồi. Thế thì sư phụ mới đỗ xe xuống hỏi thế cụ gánh đi đâu đấy? Cụ bảo bây giờ tôi đi về chợ Kim Giang này, tôi nằm ngủ. Thế sư phụ hỏi thế cụ không về nhà, cụ bảo tôi nhà tôi cũng chẳng có, con cái thì mấy đứa nó cũng bất hiếu, nó chả nuôi gì cả. Tôi không dám ở chúng nó. Tôi cứ đi tiêu bán này, được đồng nào thì tiêu đồng ấy. Tôi lại đi, tôi dành dụng, tôi cất. Đó, thế này bà cụ mới để đi về chợ Kim Giang, bà cụ ngủ. Mà còn đầy một cái cái gánh lồng bàn rổ xảo. Thế sư thương quá, đổ lại thế là móc ví ra là mua hết cho cụ cái số lồng bàn rổ xào ấy chất lên xe của mình mà còn thừa mấy cái nữa mà các con biết không sư phụ đội cả cái lồng bàn lên trên đầu á. <laughs> Chờ hết cụ <laughs> biếu cụ tiền. Thế xong rồi sư phụ phóng xe đến chùa một cột. Đến chùa một cột thế là gõ cửa chùa. Thì sư phụ có quen với sư, với, 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 sư phụ quen với cụ trụ trì chùa một cột là hòa thượng Thích Thanh Cẩn. Thế mới gõ cửa, thì cụ nhìn thấy cụ rất ngạc nhiên mà sao xong sao hiếu này hôm nay lại trông lại lạ thế này lại buồn cười thế này mà không con bạch cụ đây là con mua giúp cho cái cụ già cụ khổ quá tết nhất đến nơi rồi mà vẫn còn phải đi gồng cánh bán những cái thứ này con mua hết cho cụ thế con mang lên đến, đến chùa con con cúng vào chùa thì hòa thượng nhận cho con Đấy. thế là hòa thượng hoan hỉ hòa thượng nhận đấy, sau đó là sư phụ mới xem phép hòa thượng đi về đấy sư phụ thấy là cái tâm bố thí á, nếu mình có tâm là mình làm được bố thí vào có tâm là làm được chứ còn mình không có tâm thì không thể nào À, không thể nào đó thì kinh như đại chúng đó, người tu học đạo bồ tát không luận là giàu hay nghèo đều không bao giờ oán trời trách đất à, trái lại vì bồ tát thì phải nguyện đem cả vật sở hữu của mình để bố thí cho người à, bố thí đây là cái cách để giúp chúng ta phát tài tốt nhất đấy. À, bố thí à, và phần đông ấy, nhiều người thì không nghĩ không hiểu được cứ nghĩ rằng bố thí là mất à, đem cho người rồi đã cho thì làm sao mà mình còn được nữa cho là mất mà cho tiền cho của đi nghĩ là mất nhưng mà thực ra cái đạo lý này nó rất là đơn giản giống như chúng ta giờ có đám ruộng phẳng có đám ruộng tốt bây giờ chúng ta lại không chịu bỏ hạt giống ra gieo xuống đấy thì làm sao chúng ta có thể có mùa màng để thu hoạch được phải không không chịu bỏ ra bỏ giống mình không bỏ thì làm sao mình mình có thể có, có, có thu hoạch được bố thí cũng giống như là gieo giống vậy thưa đại chúng à đấy hành vi bố thí giống như gieo giống vậy chúng ta mang một thúng thóc ra chúng ta ngâm giống rồi chúng ta gieo xuống ruộng và đến vụ cuối vụ là chúng ta thu hoạch biết bao nhiêu là thúng thóc là như vậy đấy thì bố thí cũng thế bố thí sẽ trừ đi cái nghèo khổ cái túng thiếu chứ đừng nghĩ bố thí là mất cho đi là mất cũng phải đâu cho đi mà lại là cái là cái còn đó cái còn cho nên sư phụ cũng nghĩ đó cái chùa ba vàng này nó thành tựu như này chắc cũng có một phần cái công đức do sư phụ rất là chăm bố thí từ trước mà có thể từ những tiền kiếp trước nữa wow. cho nên giờ nó kết được thành kết quả thế này chứ cho nên nhiều lúc sư phụ nghĩ là rất, cũng không hiểu sao mà mình làm được cái chùa thế này thực sự đấy thưa, thưa đại chúng <laughs> rất là rất là kỳ lạ wow. rất nhiều cái duyên thế thì một vị bồ tát khi thực hành bố thí phải làm sao trong chúng ta biết trong lục độ của Bồ Tát ấy là sao? Thì bố thí là đứng đầu. Bố thí trừ bỏ chúng ta được cái tâm tham lam keo sẻn vào. Wow. Rồi bố thí giúp chúng ta trang nghiêm được cái thân tâm mình, trừ bỏ cái tâm chấp trước dính mắc vào. Wow. Bố thí lại giúp chúng ta tăng trưởng tâm từ bi. Bố thí giúp chúng ta quảng kết thiện duyên với chúng sinh. Đấy, một cái việc bố thí mà nó được nhiều cái lợi ích công đức như vậy đấy. Bố thí để trừ cái tâm tham lam keo sẻn này các con khi mà chúng ta hành bố thí chúng ta phải phải tư duy như vậy bố thí để trừ cái tâm keo sẹn à cái tâm keo dít của mình tham lam ích kỷ của mình thứ hai bố thí là để trang nghiêm thân tâm mình bố thí để trừ bỏ những cái dính mắc và chấp trước vào vật chất bố thí để tăng trưởng cái tâm từ bi bố thí để quảng kết thiện duyên với chúng sinh đó và trong cái lộ trình tu tập thì một hành giả tu tập phải biết xả bỏ mà thì mới được xả bỏ từ những cái vật ngoài thân Đó. Đấy, ví dụ chư tăng đi xuất gia này là bỏ gia đình bỏ nhà cửa bỏ tiền của tài sản để lại cho người tại gia hết không mang cái gì đi cả Vào tài khoản tài khiết cái gì sổ tiết kiệm của mình có phải buông bỏ lại hết đi tu rồi là buông bỏ hết đấy là xả những cái vật ngoài thân đấy rồi sau đó đến xả bỏ cả chấp trước về cái thân thể này nữa, thưa đại chúng, xả bỏ những vật ngoài thân sở hữu của thân này, rồi đến lúc tu tập cao trình độ cao là phải biết có cái tâm có thể xả bỏ cái thân này, thân thể này nữa, tức là trừ kiến chấp về thân đấy gọi là thân kiến, ấy, thưa đại chúng. Chúng ta biết là trừ được thân kiến là chứng được, được sơ quả tu đà hoàn, à, đấy chứng sơ quả tu đà hoàn nó có trừ thân kiến và nghi và giới cấm thủ thôi, nhưng mà nặng nhất là cái thân kiến này cho nên lộ trình tu tập là bỏ được vật ngoài thân sau đó có đủ dũng khí để sẵn sàng có thể bỏ cả thân này đó thưa đại chúng và cái nữa là cuối cùng là bỏ cái tâm chấp trước của chúng ta đó chấp trước vào tam giới này cái tâm nữa cuối cùng là, buông cả xả cả tâm nữa đấy như trong kinh kim cương đức phật dạy nó vào, bồ tát bố thí thế nào chính là buông xả vọng tưởng chấp trước của chúng ta cái lộ trình tu tập nó rất là rõ có nhiều khi chúng ta có thể bỏ được vật bên ngoài nhưng tâm vẫn chấp trước cho người rồi nhưng vẫn chấp cái của ấy là của tôi cho người ta rồi nhưng mà người ta phải nhớ đến tôi người ta phải biết ơn tôi đấy là cho mà có phải thật cho đâu người ta gọi là có mấy cái cách cho một là cách cho giống như là thả chim ấy Chúng hiểu không các con hiểu không nào cho như thả chim tức là tung con chim ra nó bay lên trời nó không nó bay đâu thì nó bay còn cái cách thứ hai cho là cho giống kiểu thả diều cho rồi những giật lại đúng không Đấy, cho theo kiểu mà giặt thả diều nó co mà dây vẫn co lại đi đầu thì cũng cũng vẫn kéo quay về đây đấy, cho ai cái gì nhớ phải nhớ nhé phải biết ơn tôi nhé không ơn tôi là không được đó thì cái đấy chưa phải thật là cho đâu nhờ, nhờ. cho nên là người đệ tử Phật chúng ta phải biết bố thí mà bố thí như thế nào cho nó thật là công đức được lớn đầy đầy đủ nhờ. tại sao chúng ta biết đức Phật của chúng ta được đầy đủ ba hai tướng tốt 80 vẻ đẹp vô lượng kiếp ngày hành bố thí mà ngày hành bố thí sao bố thí tài sản vật chất rất là nhiều à, bố thí rất nhiều rồi đến cả bố thí cả thân thể của mình nữa mà chứ không phải không đâu ngài đã từng làm sao xả thân cho cọp đói ăn cắt thịt để cứu chim bổ câu và rất rất nhiều những câu chuyện nữa ngày xưa sư phụ đọc cái này sư phụ nghĩ là cái chuyện gọi là trong kinh nói cái chuyện nó hư cấu nhưng thực sự khi mà chân thật tu tập phát tâm bồ đề thì thấy rằng cái việc ấy có thể làm được các vị bồ tát hoàn toàn có dũng khí để làm được những việc đó thưa đại chúng không phải cái chuyện nói chuyện chơi đâu cái hành vi các ngài có đấy ở Việt Nam chúng ta đấy đại chúng đã nghe và wow, hòa thượng thích Quảng Đức vào, wow, thiêu thân để bảo vệ Phật pháp đấy. ngài thiêu thân mà để lại trái tim bất diệt chúng ta thấy rất là những cái chuyện các đối với các vị bồ tát họ hành được những việc đấy cái dũng lực hùng được các ngài đủ sức để có thể làm được những việc như vậy đó Nhưng cho nên đối với chúng ta à, thì chúng ta phải hành pháp bố thí thực hành bố thí làm với tất cả những hành giả tu hành phật pháp cái này là cái việc đầu tiên nếu nói tu phật pháp mà không bố thí thì là người ấy chưa tu phật pháp chút nào à, là cái việc đầu tiên và đơn giản nhất ấy, là cái việc bố thí và bố thí còn có thể đưa chúng ta đến thành Phật nếu mà chúng ta đầy đủ công đức ba la mật có thể khiến chúng ta thành Phật. thành Phật. Đấy. Thế thì ở đây á, sư phụ nói lại một chút về cái bố thí này. Trong kinh Đức Phật nhá, có nói có ba có ba cái loại bố thí. Thứ nhất là tài thí, là tài thí. Tài thí là sao? Là đem tiền của vật chất ra giúp đỡ cho cho người cho chúng sinh, bố thí cho chúng sinh. Đấy là tài thí. Thứ hai là Tài thí thì có chia ra nội tài và ngoại tài, ngoại tài là tiền của vật chất đấy, tất cả những thứ đó. Còn nội tài chính là là thân thể chúng ta đây, máu thịt, gân xương chúng ta, sức lực chúng ta, đó là nội tài đấy, sẵn sàng. Như hôm trước cái chùa chúng ta hiến máu đấy là nội tài đấy, đem chính cái 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 cái, cái máu thịt chúng ta để, để để bố thí cho người, đấy là nội tài. Cái thứ hai là pháp thí, đó là gì? là đem tri thức đem kỹ thuật đem chính pháp truyền bá cho người dạy dỗ cho người đấy là pháp thí đấy thứ ba là vô ý thí vô thí nghĩa là chúng ta đem đến cái sự bình an an lành cho mọi người à, chúng ta biết đứng ra bảo vệ công lý bảo vệ chính nghĩa à, vì xã hội dẹp trừ cái bạo loạn giúp cho cuộc sống tinh thần của mọi người được an ổn không phải lo sợ không hoảng sợ đấy là vô ý thí đấy à